người làm truyền hình Việt Nam. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Tại đồng bằng sông Cửu Long, sau Tết, giá tôm nguyên liệu bất ngờ tăng mạnh, người nuôi rất phấn khởi. Nếu như cùng thời điểm này năm ngoái, 1kg tôm có giá khoảng 150.000 đồng, thì hiện đã tăng hơn 185.000 đồng. Đặc biệt, tôm có kích cỡ càng lớn thì giá bán càng cao. Cụ thể, tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, tôm thẻ loại 25-30 con 1kg được thương lái thu mua từ 230-250.000 đồng, tăng hơn 50.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do gần đây các nhà máy đẩy mạnh mua tôm oxy thay cho hàng ướp đá. Đối với tôm nguyên liệu không dùng kháng sinh, các nhà máy còn cộng thêm 10-15.000 đồng 1kg.